nám tàn nhang điều trị có hết không? Đây là câu hỏi của rất nhiều những khách hàng cũng đã từng hỏi. Và ngay trong video ngày hôm nay thì ngoài xin chia sẻ các bạn về những cái phương pháp, những cái liệu trình hay những cái phác đồ mà điều trị nám da một cách an toàn, hiệu quả, chuẩn y khoa. Và xin chào các bạn, tôi là Ngọc Anh và chuyên gia laser thẩm mỹ. Ngọc Anh có khoảng gần 20 năm kinh nghiệm về laser và Ngọc Anh đã giúp cho hàng trăm ngàn khách hàng của mình tại hệ thống 18 cơ sở, những khách hàng trở nên trẻ hơn này, đẹp hơn này và trở nên tuyệt vời hơn khi sử dụng những phác đồ điều trị về laser thẩm mỹ cho nám, tàn nhang và đốm nâu. Thế nên các bạn có phân tích được là có bao nhiêu tình trạng nám da và có bao nhiêu loại nám da, và phân tích được là da của mình bị nám, tàn nhang và sắc tố, và da của chúng ta là bị nám nội tiết hay là dám dùng sai mỹ phẩm. Thế thì có 5 nguyên nhân hình thành nám da. 1 là có thể do ánh nắng mặt trời. 2 là có thể nguyên nhân di truyền từ cha mẹ chúng ta ra. 3 là nguyên nhân có thể là nội tiết tố. Nguyên nhân thứ 3 là nội tiết tố là nguyên nhân nhiều nhất trong quá trình khi mà làn da chúng ta bị nám và tàn nhang. Và nguyên nhân thứ 4 đó là do các bạn build da và thay da sai cách dẫn tình trạng da các bạn bị sạm. Và thêm một nguyên nhân nữa là các bạn sử dụng những dòng công nghệ laser, không hiểu về công nghệ laser dẫn tình trạng da chúng ta bị tăng sắc tố khi mà chúng ta điều trị năng lượng quá cao. Thế đây là hai giải pháp, hai công nghệ mà có thể giúp cái làn da các bạn trở nên trẻ hóa và đẹp hơn. Bao nhiêu các chị em đang bị tình trạng nám da thì các bạn chưa để comment ngay dưới video này tới ngay hệ thống thẩm mỹ quốc tế Hoa Anh để trực tiếp Ngọc Anh có thể tư vấn cho các bạn về những cái phác đồ điều trị da. Tại chị Hiệp Giá thì các bạn có thể gặp trực tiếp chuyên gia laser thẩm mỹ Ngọc Tiên và để có thể chia sẻ và tư vấn cho các bạn về những cái giải pháp điều trị nám một cách an toàn, hiệu quả, chuẩn y khoa. Và tại hệ thống tất cả những cơ sở thì các bạn cũng sẽ được tư vấn từ những chuyên gia, những bác sĩ, những master về những cái phác đồ điều trị khác nhau. Nhưng cái quan trọng nhất đó là điều trị da thì nó phải làm cho làn da chúng ta khỏe, làm cho làn da chúng ta hết nám, và đặc biệt là sắc tố nám trên da chúng ta sẽ cải thiện hoàn toàn. Thì đây là một ca khách hàng mà Ngọc Anh chuẩn bị điều trị bằng phác đồ điều trị nám khác nhau. Thế thì hầu như là chị em phụ nữ chúng ta ở lứa tuổi ngoài 30 và bắt đầu bị lão hóa da này. Trong quá trình lão hóa da thì da các bạn bị tăng sắc tố này, da các bạn bị sạm này, da các bạn bị nổi những đốm đậm, tàn nhang, đốm nâu, và đặc biệt là các bạn không biết được là da của chúng ta thuộc vào nám nào. Thế nên nám chân đinh hay là nám nội tiết tố thì nó nằm ở bề mặt sâu ở dưới làn da, nám mảng thì nằm trên nông của làn da chúng ta. Đó thì có nhiều phác đồ điều trị khác nhau. Và tháng 11 thì Hoa Anh đã có chương trình ưu đãi giảm giá 65% cho tất cả những dịch vụ về phun xăm thẩm mỹ, 50% cho dịch vụ về chăm sóc điều trị da và trị nám, và đặc biệt là giảm giá 30% cho những liệu trình như tiêm HA, nhà tiêm Botox, đặc biệt là các bạn chỉ cấy chỉ collagen để giúp cơ làn da chúng ta trở nên trẻ hóa và đẹp hơn. Và chúc cho các bạn luôn luôn trẻ đẹp. Và đây là một ca khách hàng gọi nhá, bị nám da luôn này, ở cái vùng da nám khách hàng này, ở cái vùng bề mặt da khách hàng là bị rất nhiều nám khác nhau nhá. Có 3 tình trạng da nám của khách hàng này: 1 là nám mảng, 2 là nám sạm, 3 là nám nội tiết đó, nám chân đinh đó. Thì chúng ta sử dụng hai phác đồ điều trị khác nhau, một là dùng CO2, hai là dùng Quixuic để chúng ta điều trị. Chị ơi, chị cho em hỏi là cái vùng da nám của chị bị lâu chưa? Nó khoảng bao lâu rồi chị nhỉ? Wow, hai mấy năm mà chị mang cái vùng da nám trên mặt mình thì là chị cũng cảm thấy rất là tự ti đúng không? Phải không chị? Năm nay chị nhiêu tuổi rồi chị gái? 45. Wow, 45 tuổi luôn rồi, phải không? Bây giờ mà làm xong thì da mặt sáng trẻ lên khoảng 5 tuổi chịu không? Chịu luôn nhá, đúng không? Đó. Các bạn nhìn thấy Ngọc Anh đang sử dụng một cái đầu là đầu CO2 vaccinal luôn này, để mình cắt đốt cái nốt ruồi trước này, nốt đồi mồi trước này, đó, mụn thịt trên mặt trước này, đó, để giải quyết hoàn toàn tình trạng da nám của mình luôn nhá. Da khách hàng này bị cả tình trạng là da bị nhiễm cọc corticoid luôn này. Khi mà sử dụng một số các loại kem nó làm bào mòn da này, nó làm da của mình mỏng đi này, và đặc biệt nó làm cái da của chị nó tăng sắc tố lên và nó làm da của mình ửng đỏ, đúng không chị? Cái vùng da này nó ửng đỏ bao lâu rồi chị? Da đỏ rồi, lúc lớn lên 18-19 tuổi là đỏ. 18-19 tuổi là đỏ rồi đúng không? Rồi các bạn có nhìn thấy Ngọc Anh điều trị chưa? Đó. Đây là một cái giải pháp nha, mà chỉ dành cho những chuyên gia, những bác sĩ, những doctor, những người có nhiều năm kinh nghiệm về điều trị nám da thì chúng ta mới sử dụng cái công nghệ này được các bạn nhá. Vâng, chúng ta nhìn thấy nhá, trực tiếp Ngọc Anh cùng với chuyên gia laser thẩm mỹ Ngọc Tiên nhá, đang điều trị cho khách hàng luôn này. Một trong những giải pháp điều trị nám hiệu quả, an toàn, chuẩn y khoa luôn này. Đó là một trong những phương pháp mà chúng ta điều trị một cách an toàn nhất này. Đó thì chúng ta sử dụng một cái công nghệ gì nhá, hay là cái phác đồ gì để điều trị đúng không ạ? Đó. Một trong những giải pháp mà chúng ta điều trị nám hiệu quả nhất đó là chúng ta cùng tham gia vào những cái liệu trình điều trị khác nhau. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn nên tìm đến những cơ sở thẩm mỹ nhé, spa uy tín này, có nhiều năm kinh nghiệm về điều trị nám này, có những cái công nghệ cao để chúng ta điều trị thì nó an toàn hơn này.
nó không dẫn dẫn tình trạng da chúng ta khỏe hơn rất nhiều luôn này, trong quá trình khi mà chúng ta đi trị nám da, đúng không ạ? Các bạn thấy không ạ? Rồi đó, sau khi mình điều trị bề mặt bên này xong, bắt đầu mình chuyển hướng mặt bên này nhá, gọi của nó xem nhá. Đó chị ơi, trong quá trình em làm với chị cảm nhận thế nào, có sưng đau gì không? Hơi rát chút xíu thôi đúng không? Rồi quá tuyệt vời luôn các bạn nhá. Các bạn ơi, các bạn có thể comment nhá, comment ngay ở dưới video này nhá. Đó, chia sẻ và lan tỏa cái video lên các trang hội nhóm luôn này, cho mọi người này cùng cảnh ngộ với chúng ta luôn này, bị nám giống như chị gái này, thì comment đây để Ngọc Anh chia sẻ cùng các bạn nhá. Đó nha, những cái phác đồ điều trị nám khác nhau luôn này. Bài đầu tiên thì chuyên gia laser thẩm mỹ Ngọc Tiên đang điều trị khách hàng bằng cách là chúng ta chạy laser tâm linh chiều hóa nhé. Đã chạy laser tâm linh chiều hóa như này. Với công nghệ chạy laser tâm linh chiều hóa này thì nó sẽ làm da của chúng ta sáng lên rất nhiều luôn nhé. Đây là một trong những giải pháp mà chúng ta điều trị da hiệu quả này, an toàn như này, và nó không bị tổn thương đến làn da của khách hàng luôn này. Đó, giải pháp hay nhất của chúng ta đó là sử dụng công nghệ. Nhưng mà chúng ta sử dụng với công nghệ gì để chúng ta giải quyết được vấn đề tình trạng da nám này, sắc tố này, tàn nhang này, đốm nâu này, đó, thì chúng ta cần phải phân tích được là da của khách hàng bị tàn nhang, đốm nâu hay nám trên bề mặt da để chúng ta điều trị gọn nhé. Ok, sau khi nói điều trị bằng công nghệ laser CO2 xong rồi, bây giờ mình sẽ chuyển hướng sang điều trị bằng công nghệ laser quick switch. Bây giờ mình sẽ sử dụng bầu trục khỉu nhé, để nó lượng ở tầng khoảng 1200 các bạn nhé. Với công nghệ laser toning như này thì nó không làm da da mình đau, nó làm da mình khỏe hơn rất nhiều luôn này. Đó. Bây giờ em sẽ hỏi chị một vài câu liên quan đến việc chị nám nhé. Chị đang sử dụng mỹ phẩm gì chị nhỉ? À chị thấy vâng, nó lớn hơn một chút nhá. Cũng có sử dụng kem này, serum mà chống nắng rồi đúng không? Nhưng mà thì chị nhiều rồi mà nó không hết đúng không ạ? Rồi, với gói điều trị của chị cái này thì là bên Hoa Anh sẽ bảo hành cho chị dao động từ 2 đến 3 năm nhé. Trong quá trình mà chúng ta bóc tách này, xử lý nám trên bề mặt da này, và đặc biệt là loại bỏ hoàn toàn cái nám da trên bề mặt da một cách hiệu quả nhé, cách an toàn nhất luôn này. Trong quá trình nám lâu năm như này thì chị có cảm thấy mất tự tin khi mà mình đi ra đường hay mình gặp người thân bạn bè không? Đẹp. Đẹp như người khác đúng không? Đúng rồi. Đó. Hầu như là mọi người đều mong muốn đúng không chị nhỉ? Đúng rồi. Khoảng 10 ngày nữa chị ra phục hồi da nhé. Đấy, chị ra gặp bằng Ngọc Tiên này. Bạn phục hồi da chị nhé. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này, và lần đầu cuối cùng thì Ngọc Anh xin chúc các bạn luôn luôn trẻ đẹp và hạnh phúc này, và luôn luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất để nở những nụ cười tỏa sáng. Hãy tới ngay hệ thống của thẩm mỹ quốc tế Hoa Anh để làm đẹp, và Hoa Anh sẽ trao cho các bạn niềm tin, chỉ có các bạn tin tưởng với Hoa Anh nằm lên giường đây làm đẹp, còn mọi việc đẹp thì để Hoa Anh lo. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.